Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Phần đầu bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á, Nam Á Bank. Theo đó, hai bên sẽ cùng phối hợp tổ chức các chương trình giao lưu, hội thảo về định hướng nghề nghiệp, chia sẻ những kỹ năng cần thiết và kinh nghiệm làm việc trong môi trường thực tiễn, triển khai các chương trình thực tập, tuyển dụng dành cho sinh viên. Ngoài ra, Đại học Mở sẽ hỗ trợ Nam Á Bank trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chất lượng đội ngũ cán bộ nhân viên của ngân hàng, tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ và đào tạo sau đại học, tạo điều kiện để thực hiện các chương trình, dịch vụ, sản phẩm liên quan đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng.